ATM Lucky, Hải Long Land, Mic Group đồng hành cùng chương trình. Trong khi Thành phố Hồ Chí Minh thiếu sản phẩm chào bán, Bình Dương tập trung đẩy mạnh mặt hàng căn hộ, nhu cầu mua nhà liền thổ đang dồn về hai thị trường chính là Long An và Đồng Nai, trong đó Long An chiếm lợi thế nhờ giá bán hấp dẫn. Theo tìm hiểu, xét trên giao dịch sơ cấp, giá nhà liền thổ tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện ở mức trung bình từ 120 đến 300 triệu một mét vuông. Riêng quý 4 năm 2020, giá còn tăng thêm 13% so với cùng kỳ. Tương tự, ở các thị trường Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Bà Rịa Vũng Tàu, dù chịu áp lực từ Covid-19, nhưng giá nhà vẫn tăng trung bình từ 15 đến 30% trong năm 2020. Cụ thể, giá nhà liền thổ tại Bình Dương vào khoảng 55 đến 90 triệu đồng một mét vuông, Đồng Nai theo sau với mức giá trung bình từ 40 đến 70 triệu đồng một mét vuông, Long An với tầm giá là từ 20 đến 40 triệu đồng một mét vuông. Long An cũng là tỉnh duy nhất còn nhiều sản phẩm nhà đất có tầm giá thấp nên đang là thị trường thu hút nhiều giao dịch nhà liền thổ từ đối tượng mua có tài chính tầm trung. Tuy nhu cầu mua cao nhưng Long An lại là thị trường có sản phẩm chào bán ít nhất trong các đô thị vệ tinh của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tỉnh có tỷ lệ chênh lệch giữa sức mua và lượng hàng chào bán cao nhất lên đến 20%. Cụ thể, tính riêng trong 2 tháng đầu năm, tổng lượng sản phẩm nhà đất giao bán tại Long An chỉ đạt 70% so với cùng kỳ, trong khi nhu cầu tìm mua tại thị trường này vẫn duy trì tỷ lệ gần 91%. Tỷ lệ chênh lệch giữa cung và cầu tại Long An là hơn 20%, con số này tại Bình Dương chỉ đạt 9%, Đồng Nai là 18% và Bà Rịa Vũng Tàu là 15%. Nhìn chung, nhu cầu mua đất nền, nhà liền thổ tại Long An đang cao hơn mức cung hiện hữu, nhất là nhu cầu mua đất nền giá rẻ, nhà liền thổ tầm giá 3 đến 5 tỷ đồng. Sở dĩ Long An có nguồn cung nhà đất hiện hữu hạn chế là do chính sách siết cấp phép dự án. Tuy nhiên nhờ vậy mà chất lượng các dự án đang chào bán hiện tại được nhận định là tốt cả về vị trí, quy hoạch và pháp lý. Hiện nay nút thắt chính khiến cho Long An tiềm năng nhưng chưa vươn mình mạnh mẽ là chính sách hạ tầng giao thông. Để giải quyết điểm hạn chế này, trong 2 năm qua, tỉnh liên tục ưu tiên ngân sách phát triển hạ tầng, trở thành một trong những tỉnh phía Nam chú trọng phát triển dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, quốc lộ N2, đường DT830. Sắp tới, Long An còn hưởng lợi rất nhiều khi các trục giao thông chiến lược hoàn thành như là cao tốc Bến Lức Long Thành hay tuyến trục Tiền Giang Long An Thành phố Hồ Chí Minh và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Một khi bài toán hạ tầng được khơi thông, tiềm năng của thị trường này sẽ bùng nổ mạnh mẽ.